top 10 nữ vận động viên bóng chuyền giỏi nhất thế giới 2023. 1. Geraghen. Geraghen sinh ngày 7 tháng 7 năm 1999 tại Kastö, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cô là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp người Thổ Nhĩ Kỳ. Cô ấy đảm nhận vai trò người chặn đường giữa. Cô hiện là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và chơi cho Vakbank Istanbul. 2. Sabina Antinboka. Sabina Antinboka sinh ngày 5 tháng 11 năm 1996 tại Aktop, Kazakhstan. Cô ấy là một vận động viên bóng chuyền xuất sắc đến từ Kazakhstan. Sabina Antinboka chơi bóng chuyền cho đội tuyển quốc gia Kazakhstan. 3. Clara Perry. Clara Perry sinh ngày 20 tháng 3 năm 1998 tại Vinkovi, Croatia. Cô là một vận động viên bóng chuyền đến từ Croatia. Cô ấy là cầu thủ ghi bàn cho HAOK Mladost, một câu lạc bộ Croatia. Cô là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Croatia. Cô đã giành huy chương bạc tại giải vô địch thế giới các câu lạc bộ bóng chuyền nữ FIVB 2016. 4. Kay Anves. Sự nghiệp bóng chuyền của Kayla Anves bắt đầu từ khi còn trẻ khi cô gia nhập đội tuyển nữ của trường. Tài năng và sự quyết tâm của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số câu lạc bộ bóng chuyền trong khu vực. Lần đầu tiên cô gia nhập đội Asokia Volleyball Ru, nhưng cô không hài lòng với thành tích của mình ở các giải hạng dưới. 5. Martina Graber. Martina Graber sinh ngày 28 tháng 3 năm 1995, Pia, Ba Lan. Cô là một vận động viên bóng chuyền đến từ Ba Lan. Ở giải Allianz của Ba Lan, cô chơi cho Budolanios. Cô là thành viên của đội tuyển Ba Lan tại giải bóng chuyền FIVB World Grand Prix 2016. Chiều cao của cô ấy là 180cm, 5,9 feet. 6. Anshatia Bessonova. Anshatia Bessonova sinh ngày 21 tháng 12 năm 1999 tại Zaporizhia, Ukraine. Cô là vận động viên bóng chuyền xinh đẹp người Azerbaijan gốc Ukraine. Vị trí của cô trong môn bóng chuyền là wing striker. Chiều cao của Anshatia Bessonova là 187cm. 7. Maria Stengel. Maria Stengel sinh ngày 25 tháng 11 năm 1998 tại Kosian, Ba Lan. Cô là vận động viên bóng chuyền đến từ Ba Lan và là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Ba Lan. 8. Monika Boki. Monika Boki là vận động viên bóng chuyền xinh đẹp người Ba Lan, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1996 tại Ba Lan. Cô chơi cho câu lạc bộ Ba Lan LTS Legia Legiono và đội bóng chuyền nữ quốc gia Ba Lan U23. 9. Ilia Minigut. Ilia Minigut sinh ngày 23 tháng 5 năm 2000 tại Belarus. Cô là vận động viên bóng chuyền Belarus, chơi ở vị trí trung phong, đại diện của Belarus. Chiều cao của cô là 189cm. Ilia Minigut là một trong những nữ cầu thủ bóng chuyền xinh đẹp và nóng bỏng nhất. 10. Thysanet Thụy Điển. Thysanet Sweder sinh ra ở Oslo, Na Uy vào ngày 22 tháng 5 năm 1998. Cô là vận động viên bóng chuyền xinh đẹp người Na Uy. Chiều cao của cô là 177cm, 5,81 feet. Thysanet Sweder là vận động viên bóng chuyền người Na Uy theo học UNLV. Cô còn là huấn luyện viên thể hình và sức mạnh, đồng thời là người mẫu áo tắm.